giới thiệu với các bạn cái trailer của hãng Aerofox. Aerofox là cái thương hiệu con của thương hiệu Aerora Đức. Thương hiệu này phục vụ cho phân khúc tầm trung cao. Thì cái lực này giải lực của nó là từ 27 đến 35 Newton mét. Bỏ trong cái hộp bằng nhựa như này rất là gọn gàng. Mình xem bên trong nó như thế nào. Cái này thì họ khi họ cung cấp cho mình thì họ cung cấp theo một cái thêm một cái chứng chỉ Calibration Certificate, chứng chỉ hiệu chuẩn xuất xưởng ra khỏi nhà máy thì nó như thế nào, họ là sẵn sàng cho mình sử dụng. Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết cái này thì các bạn có thể đọc ở trên website, và sử dụng thì nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì khó cả. Cờ lê này thuộc cái loại click, tức là khi mà mình sử dụng mà mình đặt lực đến giá trị đặt mà mình siết lực nó vượt tới cái hướng đó là nó sẽ phát ra tiếng kêu click. Thì đây là cây cờ lê lực giải lực của nó 335. Khác cả trên đây như thế này là của hãng Aerofox. Đầu của cái cây cờ lê lực thì nó giống như là cái đầu của cái cần tự động vậy, xoay để mình đảo chiều. Cây này mình phải cần phải sử dụng thêm bên này cái socket nữa thì mới được. Thì mình giữ ở đây, phải qua đây, phải qua đây. Đây cái đầu của nó, đầu này là đầu vuông 1/2, tức là mình sẽ sử dụng chung với lại đi kèm với lại socket, hay đầu trip, đầu khẩu gì đó 1/2, có đầu vuông là 1/2. Kiểu dáng thiết kế của nó giống y chang như của hãng Aerora, cùng một hãng cả. Trên đây nó có ghi part number, mỗi một cây sẽ có một cái số part number riêng. Các bạn lưu trữ cái này nó ăn khớp với lại cái chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ hiệu chuẩn sau khi xưởng của cờ lê. Rồi, đây là đến phần chỉ thị lực. Lực trên cái cờ lê thì trên cái cờ lê nó có hai giải lực, mình có thể điều chỉnh được tỷ lệ với nhau. Vạch đỏ bên trên này là 3 feet, còn bên dưới là Newton mét. Ở Việt Nam mình thì theo tiêu chuẩn thường hay sử dụng tiêu chuẩn ISO chuẩn quốc tế, tức là mình sẽ sử dụng là Newton mét. Newton tức là lực nhân với cái cánh tay đòn. Cánh tay đòn là cái khúc này. Vậy thì khi mà mình sử dụng cái cây cờ lê lực thì mình phải cầm đúng vị trí quy ước, cầm đúng cái cán này thì ở đầu kia lực nó mới ra đúng lực moment thiết kế. Lực moment là bằng lực nhân với cánh tay đòn. Cái phần chuôi này là phần mình để điều chỉnh lực. Thì trên đây nó có sẵn một cái hình ảnh, cái biểu tượng này cho mình dễ nhận thấy. Đó. Biểu tượng ra vào mình có thể rút đó, mình nghe cái cắc cái như vậy thì mình rút. Khi mình rút xoay ra như thế thì mình xoay đây thì mình sẽ điều chỉnh được lực. Lực nó sẽ tăng dần, giảm dần. Đây là mình đang hiện tại là mình đang tăng dần này. 3, 4.5 newton 6, 7. Đây là số lẻ. Tiếp tục ở trên đây là số chẵn. Tức là như giả sử mình chỉnh đang ở đây chứ là 18, 10 mấy 95 newton mét và số lẻ bên dưới. Đó vậy. Vậy khi các bạn chỉnh tới lực tới bao nhiêu thì mình sẽ siết lực con ốc tới bấy nhiêu thì nó sẽ phát ra tiếng cắc, và mình có bật thêm nữa thì nó cũng sẽ tu. Rồi khi mà mình chỉnh xong thì mình đóng cái đuôi lại và bắt đầu mình siết lực. Đơn giản vậy thôi. Thì khi mà các bạn sử dụng xong thì các bạn nên điều chỉnh cho nó về giá trị không, giá trị nhỏ nhất của nó. Giá trị không. Rồi. Vạch này nó nằm ở đây hết, không không hết thì là ok. Bởi vì mình để vấn đề nó vẫn còn đang siết nổi công lực nào đó thì cái lò xo bên trong cái cờ lực nó bị nén lại. Khi nó nén lại thì nó sẽ không bền, tức là nó bị mỏi, stress, tiếng Anh nó gọi là stress, sẽ mỏi. Nó không bền. Vậy thôi, về cơ bản nó chỉ có vậy. Nếu mà có cái
ốc lớn ở đây thì mình có thể mình sẽ làm demo cho các bạn coi. Những cái này thì nó cũng đơn giản, sử dụng nhiều trong sửa chữa ô tô, xe máy, hoặc là làm gia công nhà tiền, lắp đặt nhà tiền chế gì đó cũng đều sử dụng cái loại đã toàn lực này.